Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo mình nhá. Và hôm nay mình quay cho mọi người thấy cái vườn rau của nhà mình nhá. Vườn rau sạch của nhà mình nhá. Đây là rau rau bí. Mọi người có thể thấy không? Đây. Cái ngọn nó này. Mọi người cũng hay đi mua rau bí này ở chợ nhiều ấy. Thì chắc là nhiều người cũng biết. Còn mình ở que này thì trồng vào trong rừng luôn mọi người ạ. Đấy. Mọi người thấy cái lá của nó to không? Trồng tự nhiên trong rừng, lá to gần bằng lá sen luôn ấy. Đấy. Cứ trồng rồi mà kệ nó ở đây, nó khang là mọc lên thôi thì mình ăn nó mới sạch. Cả đố nữa này. Đấy. Đố nữa này. Đỗ này thì nó còn lên này ít ạ. Đi. Xanh 100 trên 100 luôn. Cái này thì mình cứ trồng trong rừng. Cho nên là ăn thì nó rất là sạch luôn. Chỉ cần đem về tráng qua nước cái là nấu ăn luôn nhé mọi người ạ. Quê mình thì không có đặc sản các thứ, nhưng mà được cái là nhiều rau sạch, rau xanh trồng rất là tốt. Kể cả rau cải thì trồng nó cũng rất tốt, nhưng mà rau cải thì ở đây không trồng, trồng ở tít dưới kia. Đây. Cái này mà bây giờ mà lấy luôn đây đi lên đâu. Đó nó còn là leo lên chuối kia nữa mọi người ạ. Cũng rất là nhiều chuối mọi người. Chuối rừng ấy. Chuối này thì để lấy hoa thôi. Ăn cái hoa chuối nó này rất ngon nhá. Chắc là nhiều người chưa được ăn, nhưng mà chuối này cũng thường thường là ấy kia, dưới kia có một cái này, một cái hoa chuối này, thường thường người ta cũng hay đem xuống phố bán. Một quả hoa chuối nó cũng là mấy chục nghìn đấy. Đây lá nói, lá này ăn tốt nhá, mà ăn cái lá mà nó không già mấy, trồng lắm cả cọ luôn, mà kệ cho cọ và cái rau bí này nó khang mọc lắm lộn với nhau, không cần phải làm cọ hay là cái gì hết á. Cái này nó vừa mới đang lên, đang nở hoa, chưa có quả đâu. Đây. Đang này nhiều hơn này. Mọi người thấy cái lá nó to không? Lá nó to bát ngát luôn. Nãy mình cũng thấy có hoa đâu nhỉ. Hoa đây này. Đấy. Ui bây giờ nắng quá, chói quá. Nó cũng đang ra hoa này. Mà chưa ra quả. Cái trồng men men theo cái đường ấy, con đường ấy. À, người ta đào đi. Đào đi à khai thác ấy. Xong rồi cái trồng vào bên dưới đường. Đất nó vừa ủi thì đất nó tốt hơn. Đấy. Bên này cũng trồng có một ít nữa. Mọi người thấy cái lá mà nó cứ kia là nó phải cái rau bí này nhé. Đây. Tí để về ra đằng kia. Cái này thì để bán thì không đủ bán, nhưng mà để ăn thì thoải mái ăn luôn mọi người ạ. Cứ bữa thì rau bí, bữa thì đậu, bữa thì rau cải. Toàn cái mình trồng trong tự nhiên thôi. Bữa thì hoa chuối, cứ quanh quanh như thế là nó lại hết một tuần lại quay lại từ cái món đầu rồi. Ăn như thế nó mới không thấy à, nó không chán, không ngấy. Cũng rất là nhiều lá dong này. Lá dong lại gói bánh. Nhưng mà loại này không phải là cái loại để gói bánh đâu. Loại này nó là cái loại đặng, loại gói bánh thì ở bên này, bên kia. Bên kia. Ở đây hơi xa không thấy mấy. Tí mình qua bên kia. Cái loại này thì nó hơi đáng không. Gói bánh là nó không ngon. À cũng có một gốc kia, kìa, cái gốc kia là cái loại gói để bánh. Còn cái loại mà nó có cái sóng dày dày và to to này, cái loại này hơi đắng. To lắm. Nó lấy lộn mấy loại luôn. Kìa, có cả cái loại mà gói bánh.
chuối này. Ôi, đi đâu về? Quả chuối à? Quả chuối rừng à? Cái này lấy về ngâm rượu à? Ngâm thuốc à? Đây này mọi người, cái này là khoai chuối à, chuối kiểu như chuối thấp thấp như chuối tiêu, nhưng mà không phải chuối tiêu đâu. Chuối rừng à? Cái này đem về ngâm rượu thì ai bị sỏi thận thì uống cái này cũng tốt lắm rồi. Nên nhiều loại thuốc lắm. Lá dòng ba ngang này. Bên kia kìa. Mọi người thấy lá dòng ba ngang không? Đi bên kia. Đi ra cũng khá xa cho chắc. Vòng tít đằng kia mới quay ở kia. Cho nên mình ở đây đứng ở đây quay thôi. Bây giờ đang nóng rồi. Hay là qua xem cái nhỉ. Ôi xa quá. Nếu mọi người thấy là lá dòng này. Đã đống cọ. Lá dòng này để gói bánh trưng. Bánh trưng thì khó phải nói luôn. Lá dòng này là mình để thế này, để gần Tết thì lấy về vừa bán mà vừa để gói bánh. Bán thì lá dòng này mà bán thì 1.000 tàu đó là cái loại to to như thế này, 1.000 tàu nó là vào 5 đến 600.000 nhá. Đấy. Lá dòng loại to như thế này. Còn rau bí thì một bó bằng này thì 10.000. Hoa chuối thì một quả hình như là họ bán là bao nhiêu nhỉ? Hay đem xuống dưới kia đi bán thì là một quả nó 20 hay là bao nhiêu ấy? Ồ, đây này nó ra quả đây này, mọi người thấy không? Quả bí nữa. Đây nó vừa ra một cây đây. À bên này cũng có cái này. Đây có cái này. Đây. Quả bí non. Cái này thì để cho nó to bằng cái bát là mình phải lấy về ăn thì nó mới ngon. Đừng có để cho nó già. Đấy. Già là ăn là nó không ngon. Nếu nó còn xanh xanh mà nó non thì ui. Đem về ăn thì ngon khỏi phải nói luôn rồi mọi người ạ. Đây. Và bây giờ mình men theo đường về thôi. Nãy là mình quay toàn cạnh cái vườn rau bí ở nhà. Ấy ở đây cũng thấy lá dòng bên kia này. Đây đúng có lá dòng trồng rừng keo. Cái loại cọ này ngứa lắm ấy mọi người nhá. Cái loại này nó hơi hơi long. Đi nó hơi ngứa lắm. Có cả trồng cả cái loại này này. Cái loại này ăn cái củ nó thôi. Cái củ nó khá là ngon nhá. Củ nó đem về luộc chín luôn. Ăn thì cũng ngon lắm. Chuối này mọi người biết hoa chuối mà ăn với cái gì là ngon nhất không? Hoa chuối mà ăn với thịt xóc ấy. Hoa chuối mà ăn với thịt xóc là tuyệt vời, không có gì bằng luôn. Không có món gì mà hợp với hoa chuối hơn là thịt xóc rồi. Ở đây cũng rất là nhiều xóc nữa. Bởi vì có rất là nhiều chuối cho nên là cứ chiều 3-4 giờ là cái gốc nào mà có hoa thì xóc rất là hay vào ăn. Nó vào múc cái mật của hoa chuối ấy. Còn có hai thường hay lấy nọ với con tên đi đi san sóc lắm. San được con nọ là phải trồng một quả hoa chuối rồi. Phải nói là hoa chuối là không có cái gì mà hợp với bằng thì sóc luôn. Bây giờ vừa nói thì mình đã thèm hoa chuối với thịt sóc lắm rồi mọi người ạ. Hai thứ này không biết nó vào nhau, nó rất là hợp khẩu vị, nó rất là ngon nhé. Nó rất là hợp nhau ấy. Đây vẫn toàn là rừng, bên này vẫn toàn là rừng.
rừng kiểu cũng là kiểu ó thôi. Bên này thì trồng cây hết rồi. Còn dưới này là cái ao nuôi cá. Đây này là cái lán này. Thôi bây giờ mình đi về lán đi. Mình sẽ tạo dựng video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhá. Bye bye mọi người.